Ngày 8 tháng 9, Cung điện Anh thông báo nữ hoàng Elizabeth đã từ trần sau hơn 70 năm trị vì. Điều này đồng nghĩa với việc Thái tử Charles mặc định trở thành người thừa kế ngai vàng và là vị tân vương của xứ sở sương mù. Người vợ thứ hai của ông là bà Camilla, công tước xứ Cornwall, cũng mặc định trở thành hoàng hậu mới của nước Anh. Để có được ngày hôm nay, mối tình của hai người đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Có người nói ông đa tình không trung thủy, người khác lại nói ông si tình khi dành tình cảm cho một người rất lâu. Những tranh luận vẫn còn cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên có một điều chắc chắn không có ai phản đối, ông là người luôn có cảm xúc mãnh liệt với tình yêu. Vua Charles sinh ra tại cung điện Buckingham ở London vào ngày 14 tháng 11 năm 1948. Đây là lúc ông ngoại ông, tức vua George VII, còn trị vì. Ông là con đầu lòng của nữ hoàng Elizabeth và hoàng thân Philip, cũng là cháu ngoại lớn nhất của vua George VII. Sau khi vua George VII băng hà vào ngày 6 tháng 2 năm 1952, mẹ ông trở thành nữ hoàng và ông mặc định trở thành người thừa kế ngai vàng. Cậu bé Charlie chứng kiến mẹ mình lên ngôi vào năm 1953 khi mới hơn 4 tuổi. Charlie đã tham dự lễ đăng quang của mẹ tại tu viện Westminster vào ngày 2 tháng 6 năm 1953. Khi đó ông mới 4 tuổi. Theo thông lệ thời đó, những đứa trẻ hoàng gia và thượng lưu không cần đến trường mà được gia sư về tận nhà chỉ bảo. Tuy nhiên đến năm 1955, hoàng gia quyết định để ông đến trường, trở thành người thừa kế ngai vàng đầu tiên đi học cùng với các bạn đồng trang lứa. Tại trường Hillhouse ở thủ đô London, vị vua tương lai của nước Anh không nhận được bất kỳ sự ưu ái nào so với các bạn cùng lớp. Thầy hiệu trưởng là ngài Stuart Townend đã khuyên nữ hoàng Elizabeth cho cậu bé Charlie học đá bóng để nâng cao thể lực, rèn luyện tinh thần đồng đội và hòa mình với những người xung quanh. Sẽ rất nguy hiểm nếu để cậu bé hình thành suy nghĩ mình là thái tử, nghĩa là người khác mặc định phải kính nể mình. Hết tiểu học, cậu bé Charlie tiếp tục theo học trường Kim và York Donstow. Tại đây, vị vua tương lai của nước Anh cũng không nhận được bất kỳ sự ưu ái nào so với các bạn cùng lớp. Năm 1975, trong một cuộc phỏng vấn, ông từng nói rằng mình tự hào là học sinh của York Donstow. Tuy nhiên, sự cứng rắn và khắt khe ở đây có phần hơi quá so với mức trung bình. Trong thời gian học trung học, ông có tới Úc và Papua New Guinea đi cùng với chuyên gia lịch sử là Michael Colin Peirce. Năm 1973, ông từng mô tả khoảng thời gian ra ngoài gần gũi với thiên nhiên và các bộ lạc ở châu đại dương này là đáng nhớ nhất trong những năm ngồi ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông đã không đi theo truyền thống của hoàng gia là gia nhập lực lượng vũ trang Anh ngay. Thay vào đó là vào tháng 10 năm 1967, ông vào Đại học Cambridge học về nhân chủng, khảo cổ và lịch sử. Ông tốt nghiệp cử nhân vào năm 1970. Đến năm 1975, ông hoàn thành khóa học thạc sĩ cũng tại Cambridge. Ông từng nói rằng mình rất đam mê nghiên cứu về con người, khảo cổ, lịch sử và môi trường. Sau này khi thực hiện những chuyến công du quốc tế, ông thường ưu tiên đến những di tích lịch sử để hiểu thêm về văn hóa của quốc gia đó. Ngoài ra, ông cũng là người cổ vũ mạnh mẽ cho việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng như ngưng sử dụng than để phát điện, thay vào đó là năng lượng gió hoặc năng lượng mặt trời. Chính ông là người hơn 30 năm trước đã cảnh báo trong tương lai, thế giới sẽ phải đối mặt với vô số thiên tai như bão lũ, hạn hán, sóng nhiệt và cháy rừng. Khi đó không mấy ai nghe lời ông cho tới những năm gần đây. Năm 1971, chàng trai Charlie bắt đầu gia nhập quân đội, được đào tạo trong lực lượng không quân, sau đó là Hải quân Hoàng gia Anh. Trong suốt 6 năm trong quân ngũ, ông đã phục vụ như một người lính thực thụ. Ông học lái máy bay trực thăng, tàu chiến, xe tăng và nhiều trang thiết bị quân sự khác. Theo truyền thống Hoàng gia Anh, gần như mọi thành viên nam đều phải gia nhập quân đội. Điều này giúp cứng cáp cả về thể chất lẫn tinh thần, cũng như học các kỹ năng sinh tồn cơ bản. Vào tháng 8 năm 1971, Thái tử Charlie gia nhập không quân Hoàng gia và bắt đầu được đào tạo như một phi công tại đơn vị không quân đóng ở Cranwell. Sau khi xong khóa huấn luyện, ông chuyển sang lực lượng hải quân và phục vụ tại tàu chiến HMS Norfolk, HMS Minerva và HMS Jupiter. Năm 1974, người lính Charlie hoàn thành khóa học lái máy bay trực thăng
và được biên chế vào đơn vị không quân hải quân số 845, phục vụ trên tàu HMS Hermes. 10 tháng trước khi rời quân ngũ, ông phục vụ với tư cách chỉ huy tàu quét mìn HMS Bronington. Truyền thống gia nhập quân đội trong hoàng gia tiếp tục được hai người con trai của ông là hoàng tử William và hoàng tử Harry tiếp bước. Hoàng tử William gia nhập quân đội vào năm 2007 và có 7 năm phục vụ dưới màu áo lính. Anh được đào tạo để trở thành một phi công lái máy bay trực thăng cứu hộ. Anh đã hoàn thành hơn 1.300 giờ bay và đã cứu hộ được gần 150 người suốt sự nghiệp trong quân đội. Hoàng tử Harry thậm chí còn có một sự nghiệp vẻ vang hơn. Anh tốt nghiệp trường quân sự Sandhurst danh giá, sau đó gia nhập quân đội vào năm 2006. Anh được điều tới tham chiến tại Afghanistan trong giai đoạn 2007-2008 và nhiều lần chạm trán với Taliban. Vai trò của anh trong các sứ mệnh này là điều khiển máy bay trực thăng tấn công. Trong sự nghiệp 7 năm trong quân ngũ, Hoàng tử Harry cũng phục vụ với vai trò chuyên gia xử lý vũ khí và phi công tìm kiếm cứu nạn giống như anh trai William của mình. Những năm tháng tận tụy trong màu áo lính đã giúp Hoàng tử Harry vượt qua các tai tiếng trước đây. Để ghi nhận các đóng góp của anh, trước khi xuất ngũ, Bộ Quốc phòng Anh đã phong quân hàm đại úy cho Hoàng tử Harry. Những năm tháng tuổi trẻ, Thái tử Charles được đánh giá là có phong thái nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp và bề ngoài bảnh bao thu hút mọi ánh nhìn của phái nữ. Đó cũng là lý do có rất nhiều cô gái đi qua cuộc đời ông. Cho đến một ngày mùa đông vào năm 1970, tại một trận đấu polo ở lâu đài Windsor, ông đã gặp một người có cái tên rất thơ mộng là Camilla. Hình ảnh người ca sĩ tự tin với giọng ca trong trẻo đã nhanh chóng hút hồn vị vua tương lai của nước Anh. Và cũng từ đây bắt đầu một mối tình nổi tiếng trong hoàng gia với nhiều thăng trầm của lịch sử. Sau cuộc gặp định mệnh tại lâu đài Windsor, dù đã có kinh nghiệm dày dặn về tình trường, chàng trai Charlie vẫn thấy tim mình đập liên hồi. Anh lấy hết can đảm, tiến tới làm quen và nói chuyện. Cô Camilla cũng bất ngờ khi mình có một fan hâm mộ là người sau này sẽ kế thừa ngai vàng nước Anh. Họ hẹn hò và bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tuổi trẻ. Thái tử Charlie đã tìm được ở Camilla một người biết lắng nghe, có thể chia sẻ cùng ông mọi điều trong cuộc sống, như về khảo cổ học, dân tộc học hay quan điểm bảo vệ môi trường. Camilla thấy ở chàng trai bên cạnh mình hình bóng một người đàn ông nhã nhặn, lịch sự, tận tụy và nhất là luôn đam mê với những việc mình làm. Mối tình của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của hoàng gia và công chúng. Thái tử Charlie cũng bắt đầu thường xuyên phải đi xa khi đã trở thành một người lính hải quân chuyên nghiệp. Và rồi không hiểu vì sao họ rời xa nhau vào năm 1972. Một năm sau, Thái tử Charlie bàng hoàng khi nghe tin cô Camilla kết hôn với anh Andrew, một sĩ quan kỵ binh có quan hệ mật thiết với hoàng gia. Một số ý kiến cho rằng việc sắp xếp để Thái tử Charlie thường xuyên đi công tác xa cũng như để Camilla kết hôn với Andrew đều có sự tác động của hoàng gia Anh để tách đôi trẻ ra khỏi nhau. Gần 10 năm sau, trải qua nhiều biến cố và những cảm xúc phức tạp về tình cảm, vào năm 1980, Thái tử Charlie bắt đầu hẹn hò một cô gái trẻ tên Diana, đang làm giáo viên ở một trường mẫu giáo. Thật ra cả hai cũng có quen biết nhau từ trước. Họ chính thức kết hôn vào năm 1981. Hoàng tử William và hoàng tử Harry lần lượt ra đời vào năm 1982 và 1984. Mặc dù đã có một gia đình yên ấm, có thể nói là đẹp như tranh vẽ, là niềm ao ước của rất nhiều người, Thái tử Charlie vẫn không ngừng nghĩ về Camilla. Hình ảnh bà bủa vây lấy tâm trí và trái tim ông. Trong một cuộc phỏng vấn sau này, ông thừa nhận mình đã bắt đầu ngoại tình với Camilla từ năm 1986. Do vậy, mối tình của ông với công nương Diana xấu đi nhanh chóng vào những năm đầu thập niên 1990. Cả hai quyết định ly hôn vào năm 1996. Năm 1997, công nương Diana qua đời vì một vụ tai nạn xe hơi. Sự việc khiến cả nước Anh chấn động. Một bầu không khí tang tóc bao trùm mọi thành viên hoàng gia. Trong khi đó, cuộc hôn nhân của bà Camilla với ông Andrew cũng đi vào ngõ cụt. Vốn điềm tĩnh và không muốn làm mất mặt vợ trước truyền thông, ông Andrew chọn giải pháp lặng lẽ chia tay trong im lặng vào năm 1995, sau 21 năm chung sống và cũng có hai người con. Cách hành xử của ông Andrew cũng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ công chúng.
với Thái tử Charles đã thừa nhận việc ngoại tình với bà Camilla đã khiến các thành viên hoàng gia xa lánh. Họ đã phản đối ông trong một thời gian rất dài. 8 năm sau khi công nương Diana qua đời, Thái tử Charles quyết định lên xe hoa một lần nữa với mối tình trăm năm của mình là cô Camilla. Nữ hoàng Elizabeth không tới dự, nhưng đến chúc phúc tại nhà thờ. Dù gặp phải sự phản đối của rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ Thái tử Charles và cô Camilla cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình. Điều hối tiếc duy nhất của họ là cho đến tận hôm nay, họ vẫn không hiểu vì sao mình lạc mất nhau vào mùa đông năm 1972 ấy. Vượt qua vô số thách thức và rào cản, năm 2005, Thái tử Charles chính thức kết hôn cùng cô Camilla. Dù không được toàn bộ các thành viên hoàng gia cũng như công chúng đón nhận, cả hai vẫn luôn đồng hành, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và âm thầm làm trọn mọi bổn phận trách nhiệm với hoàng gia. Người ta bắt đầu cảm thấy Thái tử Charles khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và khuôn mặt hồng hào hơn từ khi ông sánh đôi cùng cô Camilla. Theo một số nhà sử học viết về các nhân vật nổi tiếng của Hoàng gia Anh, nhà vua Charles nhiều lần cho biết đối với ông không có gì quý giá bằng việc được ở bên cạnh người mình yêu thương. Nếu như không thể thì cuộc sống sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, ông cũng không ít lần say dứt vì từ những mối tình của mình mà làm cho nhiều gia đình tan vỡ và nhiều người phải đau khổ. Có một số ý kiến, ông là người phũ phàng với công nương Diana, nhưng lại là người trung tình với công nương Camilla. Trong cuộc sống, được trọn vẹn đôi đường, cả tình cảm, trách nhiệm, lẫn nghĩa vụ với tất cả mọi người xung quanh là điều không thể. Đôi khi trong vấn đề tình cảm, không có cái gì là đúng và cũng không có cái gì là sai, bởi vì trái tim rất khó phân biệt được đúng sai hay suy xét. Theo truyền thống nhiều đời, ngay sau khi nữ hoàng Elizabeth qua đời, con trai cả của bà là Thái tử Charles nối ngôi. Ông sẽ là nguyên thủ của 4 quốc gia trong khối Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, gồm Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland. Ông cũng là lãnh đạo nhà nước của 13 quốc gia trong khối Thịnh Vượng Chung. Sẽ có một hội đồng đăng cơ bao gồm các chính trị gia, thành viên hội đồng cơ mật và lãnh đạo tôn giáo xã hội, đơn thuần để khẳng định quyền kế vị của vua Charles là hợp pháp. Cơ sở pháp lý cho việc kế thừa ngôi báu ở Anh hiện nay có từ thế kỷ 17 dưới thời vua James đệ nhị. Quốc hội Anh đã thông qua 2 đạo luật quan trọng là Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1689 và Đạo luật Giàn xếp vào năm 1701, quy định quốc vương cai trị với sự đồng thuận của nghị viện, cũng như đặt ra nhiều điều kiện mà người kế vị phải đáp ứng. Hiện nay, theo thứ tự kế vị, sau vua Charles sẽ đến hoàng tử William sinh năm 1982 và 3 người con của hoàng tử William gồm hoàng tử George sinh năm 2013, công chúa Charlotte sinh năm 2015 và hoàng tử Louis sinh năm 2018. Là một người giàu tình cảm, Thái tử Charles từng nói rằng ông không bao giờ muốn lên ngôi vì mong mẹ của mình sẽ luôn khỏe mạnh để trị vì đất nước thật lâu. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi lên ngôi, vua Charles nói rằng ông xem mẹ mình là biểu tượng của sự mẫu mực để học hỏi. Tuy nhiên dù muốn hay không thì sau khi ông lên cầm quyền, nhiều biểu tượng của mẹ ông cũng phải thay đổi. Đó sẽ là những thay đổi gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quốc ca Anh là biểu tượng công chúng đầu tiên phải thay đổi. Quốc ca hiện tại đã được lưu truyền qua 3 thế kỷ trước khi nữ hoàng Elizabeth lên ngôi vào năm 1952. Nữ hoàng gần nhất trước đó là Victoria, qua đời vào năm 1901. Cũng trong giai đoạn quốc ca hiện tại lưu hành, còn có 4 vị vua khác bao gồm Edward VII, George V, Edward VIII và George VI. Sau khi nữ hoàng Elizabeth lên ngôi thay cha của mình, quốc ca được đổi tên thành God Save the Queen, bởi người đứng đầu hoàng cung là một nữ giới. Khi Thái tử Charles lên ngôi, quốc ca sẽ được đổi tên lại thành God Save the King, bởi người đứng đầu hoàng cung là một nam giới. Thay đổi thứ hai là hình ảnh vua Charles sẽ xuất hiện tại các biểu tượng công chúng nhiều hơn, ví dụ đồng tiền xu và đồng tiền giấy. Trước đó, vua Charles cũng xuất hiện trên những con tem trong dịp sinh nhật lần thứ 70. Rất có thể hình ảnh đăng quang của ông sẽ xuất hiện trong những con tem sắp phát hành. Bộ Tài chính Anh cũng thông báo họ đang có những bước chuẩn bị cần thiết đầu tiên để hình ảnh vị tân vương xuất hiện trên một số đồng tiền đang lưu hành và thay thế dần hình ảnh của nữ hoàng Elizabeth.
một số quốc gia trong khối thịnh vượng chung có hình nữ hoàng trên đồng tiền quốc gia, được cho là cũng đang có động thái tương tự. Thay đổi thứ ba là các hộp thư bưu điện trên toàn quốc sẽ thay mã ký tự. Hiện nay, ký tự là EIIR, tượng trưng cho nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Chữ R là Regina, nghĩa là nữ hoàng trong tiếng Latin. Khi vua Charles lên ngôi, mã ký tự toàn bộ hộp thư bưu điện sẽ được thay đổi. Hiện chưa rõ dãy ký tự gì sẽ đại diện cho vua Charles. Liệu có thể là một dãy ký tự nào đó biểu tượng cho tình yêu chăng? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong thời gian tới. Chương trình Câu chuyện Thế giới ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.